Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Top 5 mẫu cruiser hàng đầu cho những tay lái mới chơi mô tô. Sự đa dạng của thị trường xe cruiser đang mang lại lợi ích cho những tay mới bắt đầu chơi mô tô với những lựa chọn phong phú và giá cả cạnh tranh. Honda Rebel được giới thiệu vào năm 1985. Cái chiếc Rebel đã trở thành một dòng sản phẩm chủ lực của Vân Khúc trong gần 35 năm qua. Cái trong năm 2017, Honda đã đại thu cái dòng sản phẩm này với cái tính thẩm mỹ, khung lưới và một cái động cơ cam kép trên cao có nguồn gốc từ cái nền tảng Super R, bao gồm những biến thể như 300-500 khối. Người mới bắt đầu có thể tổ trên mình cỗ máy là 300 khối hoặc tăng gấp đôi nếu muốn có thêm cái sức mạnh. Rebel hiện nay là một trong những cái mẫu xe có chiều cao chỗ ngồi thấp nhất trong danh sách hôm nay, dừng ở mức là 690mm. Điều khiển chiếc xe trở nên dễ dàng hơn với những tay lái bốc chén là hạn chế. Cái biến thể 300 khối cũng dễ dàng cho người mới bắt đầu chơi mô tô vì em ấy có chỉ nặng 164kg với mức giá bán cơ bản là 125.500.000 đồng. Người bắt đầu sẽ có thể tiết kiệm được một khoản ngân sách tầm trung này. Suzuki Boulevard S400. Nếu các bạn là người theo chủ nghĩa truyền thống với thiết kế hiện đại thì cái chiếc Suzuki Boulevard S400 chắc chắn sẽ làm được điều đó. Xe đi kèm với cái động cơ là 652cc làm mát bằng không khí và một cái bộ chế hoàn khí Mikuni. Cái tính thẩm mỹ là không rườm rà. Với một cái trọng lượng 172kg, người lái có thể tự tin điều khiển cái mẫu xe này xung quanh thành phố với mức giá cơ điểm là 5.800 USD, tương đương gần 134.500.000 đồng. Cái chiếc Suzuki Boulevard S400 đương nhiên đắt hơn một chút so với cái chiếc Honda Rebel. Harley Davidson Ion 883. Cái nền tảng Boxster của Harley Davidson đã xuất hiện từ những năm 1957. Với lịch sử phong phú, Ion 883 dễ dàng là cái mẫu xe có thể tùy chỉnh nhất trong danh sách này với cái danh mục phụ kiện mở rộng và những chế độ hậu mãi ở bên thứ ba. Không giống như là Boulevard, Harley Davidson kết hợp cái động cơ làm mát bằng không khí của Ion bằng một cái công nghệ là phun sinh tử. Nhiều lựa chọn tiên tiến hơn, hiện đại hơn, trong khi vẫn giữ cái kiểu dáng cổ điển. Mặc dù chiều cao kính ngồi thấp là 759mm của cái phiên bản Ion 883 cho phép hầu hết những người lái dễ dàng chạm chân xuống mặt đất. Với mức giá khởi điểm rơi vào khoảng 9.000 USD, tương đương gần 208.500 đồng, thì cái chiếc Ion 883 là một trong những lựa chọn đắt tiền trong cái danh sách hôm nay, nhưng chắc chắn là một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo nếu các bạn tin tưởng vào cái thương hiệu Harley Davidson. Yamaha Bolt. Bolt tận dụng cái hình bóng với những hình cruiser cổ điển của Harley Davidson nhưng giảm trọng lượng, tăng thêm cái sức mạnh và giảm giá. Cái mức giá tầm là 8.000 USD, tương đương gần 185.500 đồng. Yamaha đã trang bị cho Bolt một cái động cơ là 942cc bên tim 60 độ. Hệ thống keo được cải tiến với chiều cao ghế là 690mm, trọng lượng ước 245kg. Nếu khả năng tùy chỉnh và cái thương hiệu này không phải là ưu tiên cao nhất khi các bạn sở phiên bản là Sportster của Yamaha, đó là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Eden Soul City. Eden Soul City đi cùng với động cơ cam kép làm mát bằng cái lỏng, dung tích là 991 khối, sinh ra công suất là 78 lực, sở cho mình chiều cao cái ngồi thấp nhất trong danh sách của chúng tôi, chỉ cao khoảng là 635mm, trọng lượng thấp giúp cho người lái dễ dàng điều khiển cái cỗ máy nặng tới là 254kg một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và tiếp nhớ like, share, subscribe.